Dạ thưa bác sĩ, bác sĩ hãy nói sơ qua về tình trạng ngực của vị khách hàng này là gặp những cái vấn đề gì hả bác sĩ ha? Rồi, xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay thì bệnh viện thẩm mỹ Gang Hu vừa mới hoàn thành xong một ca nâng ngực nội soi qua đường nách. Thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là một khách hàng, bạn này năm nay 23 tuổi rồi. Vì trước khi mà nâng ngực thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái tình trạng ngực của vị khách hàng này chúng ta gặp phải hai cái vấn đề. Một là phần phía trên xương ức này, chúng ta có thể nhìn thấy bạn ấy hầu như là không có mô ngực, cũng như là cái xương nó nhô ra rất là nhiều, chúng ta có thể nhìn thấy rất là nhiều xương sườn đang trơ ra này. Và cái vấn đề thứ hai của vị khách hàng này gặp phải là cái mô ngực, mô tuyến của vị khách hàng này rất là ít, hầu như là không có. Mỗi bên ngực thì nó chỉ rơi tầm khoảng 100cc thôi. Và cái vấn đề thứ ba nữa là chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái mô tuyến ở bên tay trái, ngực vú bên trái này của khách hàng thì nó to hơn so với bên phải. Đấy, và sau 60 phút chúng tôi áp dụng phương pháp nâng ngực nội soi qua đường nách tại bệnh viện thẩm mỹ Gang Hu thì chúng ta có thể nhìn thấy kết quả này. Hai bên ngực bác sĩ đặt sai hai bên là lệch nhau mỗi bên 20cc. Bên phải thì đặt sai 295 và bên trái thì đặt sai 275. Hai bên bên nhỏ thì chúng tôi đặt sai lớn hơn. Bên lớn thì đặt sai nhỏ hơn, chênh nhau 20cc. Chúng ta có thể nhìn thấy cái phương pháp làm tại bệnh viện thẩm mỹ Gang Hu là chúng ta đặt túi dưới cơ ngực lớn và có hướng dẫn của nội soi. Thế nên là cái khoang bóc tách rất là chuẩn. Nhìn thấy sau khi làm xong thì rất là ít sưng bầm, hầu như là không có sưng bầm luôn. Và cái khoang để bóc tách rất là chuẩn, đặt xong thì cái dáng ngực được hình thành ngay và có thể là chúng ta có thể nhìn thấy hai cái bầu ngực rất là đẹp. Đấy, hai bên thì tương đối là đều nhau.